Vậy thì quả óc chó này chúng ta có ăn sống được không? Cái hạt óc chó này mình có ăn sống được và ăn sống thì nó có tốt hay không? Đây là điều mà được nhiều các bác, các anh, các chị chúng ta quan tâm khi mà tìm mua và sử dụng cái sản phẩm quả óc chó này. Thì như các bác, các anh, các chị chúng ta đang thấy ở đây là cái sản phẩm quả óc chó nhà em đang bán nhé. Quả này là hàng óc chó khô, đã được phơi sấy khô rồi. Sấy khô nhé mọi người, sấy khô chứ không phải là sấy chín. Nhưng đối với cái hàng óc chó như thế này, khi mà mọi người chúng ta đập vỏ và chúng ta tách lấy cái hạt ở bên trong, cái nhân ở bên trong như thế này, thì mọi người chúng ta có thể ăn trực tiếp luôn nhá. Mình có thể ăn trực tiếp luôn được và không cần phải qua chế biến nữa. Đấy, mình ăn như thế này, nó rất là đơn giản. Đập ra và chúng ta ăn trực tiếp luôn như ở đây nhá. Em bóc ăn cho mọi người xem nhá. Nó giòn ạ, nó giòn và nó ngậy nhá mọi người nhá. Nó giòn và nó rất là ngậy. Đây là cái cách ăn mà chúng ta ăn đơn giản nhất và nó cũng giữ được đầy đủ các cái chất dinh dưỡng trong cái hạt quả óc chó này nhất. Tuy nhiên chỉ có một cái điều, đó là khi mà mình ăn trực tiếp như này, mình ăn như này thì mình sẽ không bóc được cái lớp lụa ở bên ngoài, bởi vì trong cái hạt, cái nhân của quả của óc chó này này, nó sẽ có một cái lớp lụa ở bên ngoài cái nhân. Thì nếu mà khi mà chúng ta ăn trực tiếp, ăn sống, thì mình việc mà mình bóc được cái lụa này ra là nó hơi khó. Nên là khi mà ăn thì nó sẽ cảm thấy, chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi nhận nhận, hơi chát chát một chút. Nhưng mà thực tế thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái độ giòn và cái độ ngậy của hạt cả. Có điều là bác nào, anh chị nào mà chúng ta muốn bóc cái lụa này ra này, thì chúng ta có thể là rang hạt óc chó, hoặc là chúng ta có thể là ngâm hạt óc chó trong nước khoảng 1 đến 2 tiếng, thì cái việc mà chúng ta bóc cái lụa này thì nó sẽ dễ hơn. Lưu ý một điều, khi mà chúng ta, nếu mà các bác mà rang cái hạt óc chó này, thì mình sẽ rang ở lửa vừa và rang chín vừa phải thôi, chín tới thôi. Chứ chúng ta không nên rang lâu quá, lửa to nó sẽ dễ bị cháy, hoặc là chúng ta rang chín quá nó có thể làm cho hạt bị cháy và nó giảm đi cái chất dinh dưỡng ở trong hạt nha mọi người. Đây, quả óc chó này thì như mọi người thấy này, óc chó khô này. Óc chó khô này hiện tại nhà em đang bán là 130.000 đồng 1 kg. Hàng này là hàng óc chó nếp nha mọi người nhé. Hàng nhà em đang giới thiệu mọi người đây là hàng óc chó nếp, mỏng vỏ này. Mọi người thấy là cái vỏ nó mỏng nhé. Vỏ nó mỏng rất là lợi nhân luôn. Và cái hàng này thì ở bên ngoài nó sẽ có cái lớp lụa màu hơi vàng vàng như thế này. Và mọi người bẻ cái nhân ở bên trong ra, nó sẽ có cái màu ngà ngà như này nha các bác nhé. Ăn thơm và ngậy lắm ạ. Đấy, quả óc chó này thì ngoài cái việc mà bán óc chó nguyên quả, nguyên quả như thế này, thì là 130.000 đồng 1 kg rồi. Một túi này là 1 kg nhé. Nhân thì nếu mà hàng tách sẵn nhân, chỉ có hạt óc chó như này thôi, hạt nhân óc chó như này thôi, thì giá là 260.000 đồng 1 kg. Đấy, sản phẩm thì nhà em ship code toàn quốc. Các bác, anh, các chị nhận hàng là sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các bác, anh, các chị mình mà quan tâm mua cái sản phẩm quả óc chó này, hay là nhân quả óc chó, hạt quả óc chó này, thì các bác liên hệ trực tiếp cho nhà em theo số điện thoại là 0868184777. Số thì có cả Zalo. Các bác, anh, các chị chúng ta có thể gọi điện bình thường, gọi điện nhắn tin bình thường, hoặc là có thể gọi điện nhắn tin Zalo cho nhà em đều được. Ngoài sản phẩm quả óc chó thì nhà em còn bán nhiều các loại hạt, các loại trà, thảo dược, đồ ngâm rượu, đồ đặc sản Tây Bắc. Các bác, anh, các chị mình quan tâm thì mọi người đăng ký kênh để xem thêm các sản phẩm khác của bên em nhé.